Cái này là ngọc nhũ nương này mọi người. Chi tiết sản phẩm này là nước. Còn cái này là thuốc trắng da. Cái này là mọi người nhớ là 1 liều tiền 3 hộp nha. Rồi. Wow. Cái này chị rất là thích. Cái này là chị Hai kêu cái này là như là tắm trắng mọi người ạ. Mà cái này là SSK gì đó. Một lát mình hỏi chị Hai nha. Rồi chị sẽ xin chị Hai một bộ về dùng. Còn cái này là bua, cái này chị Hai kêu là sữa rửa mặt. Trời ơi, nhiều cái thứ mê quá à. Rồi kem dưỡng nè, rồi còn cái này là chống nắng. Ôi mê quá, sao công ty bà Hai quá nhiều đồ vậy nè. Ủa sao mà bà ấy đâu rồi ta, sao nãy giờ không thấy bà ấy đó. Đây chị đây. Ủa chị ơi, lát đi ăn không? Ủa mình đi đâu mới về mà nhìn đang thu vậy? Qua đây ngồi. Mới đi Nhật về đó. Trời nhớ chị Hai quá. Hơi bị đen đó nha. Hôm đen nay... lắm hả? Hôm nay chị có một sản phẩm để chị test cho em rồi cho trắng lên nè. Gái con lướt gì để đâu. Trời da mà gì khô. Da mà khô mà đen dễ sợ luôn. Đưa máy cho ông Kiều cầm đi. Kiều ơi, cầm máy cho chị nè. Đây, em ơi lấy thau nước cho chị cái khăn. Ôi, sao đi tuần nhớ bà quá à. Đây, cái sản phẩm này, biết sản phẩm này chưa? Bữa chị Hai nói với em đó. À, bữa thấy chị live stream đúng không? Đó, sản phẩm này, đây này, test lên cho Linh chị luôn. Đây, bước đầu tiên là tẩy da chết nha mọi người. Đâu mà bữa thấy trắng bóc, bây giờ là đen thui vậy trời. Không có chị Hai chăm sóc đèn vậy á. Trời. Đây, tẩy da chết cho. Thôi, và chị mình. Thôi, nay đen quá à. Coi nè. Yêu. Giờ đen hơn nhiều luôn á. Ủa đi Nhật chị nhớ thời tiết mát lắm mà sao nó đen vậy? Trời ơi, đen thui luôn á. Trời lạnh á. Này nó sẽ đen rất là nhiều luôn á. Trời lạnh chứ có nắng đâu mà. Có nắng như Hàn Quốc vậy á. Trời ơi. Sao... Bao lâu rồi chị tẩy da chết vậy? Từ lúc mà không tắm trắng nên chị Hai cái là bỏ luôn tới giờ luôn á. Trời ơi, rầu không? Đây mọi người. Trời ơi, nè cái này ở Sài Gòn người ta kêu lấy gì? Cái này Sài Gòn ta kêu lấy gì? Hòm. Nè, mọi người ơi, cái này ở ngoài miền Bắc là đất mọi người, không phải là hòm nha. À, miền Bắc hả? Trời, cái gì đấy? Sao cái gì ghê vậy hai? Quá ghê luôn á. Trời ơi, cái khúc này mình cắt đi được không? Cái nhìn này mọi người tưởng gần năm không tắm thì sao? Không, ai cũng vậy mà. Trời ơi, đỏ mặt luôn nữa. Ôi chị Hai nó nghe nè. Chị Hai làm cho người khác, chị Hai có nhẹ nhàng. Sao chị Hai làm cho em mà đổ hết tay em rồi kìa. Mày người nhà tao làm. Đây, đi rửa. Cái này có 4 bước. Hồi bữa cũng thấy là chị livestream cũng biết sơ sơ đúng không? Chị Hai làm 4 bước. Lát nữa em tự sờ xong coi dao em có mềm không nhá. Chúi xuống nha chị. Ngày bữa chị ăn, tính đi ăn cái gì vậy? Em thích chị ăn đi, em đi ăn Legend đó. À ha, lâu lắm hàng về em đi ăn đó. Đó. Đây là bước đầu tiên. Rồi, để chị chui cho. Wow. Nhưng mà phải xiên nha, xài này phải xiên á, không xiên thì không được đâu. Một tuần tẩy một lần. Không xiên là uổng công, uổng sức, uổng tiền. Ok. Phải xiên nhé. Đó. Trời ơi, mịn quá à. Trời ơi, bên này kéo không có lên luôn á. Đó, cho mọi người kéo coi nè. Nè, đó. Cả nhà ơi. Rất là mềm. Đó là tại vì da của chị bị mỏng á, chứ không phải là tại làm cái này bị đỏ nha mọi người. Rồi, đây, rồi. Thử bước thứ hai cho em. Đó là sữa tắm. Sữa tắm đúng không? Sữa tắm là ngày nào mình cũng tắm được nè. Đúng rồi, sữa tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Okay. Sữa tắm này ít bọt. Tắm xong rất là thơm, mềm, mịn. Trời ơi, cái này ví dụ như lúc nào mà em xài hết á, em sẽ qua nhà chị Hai ám để mà tắm ké mình đỡ mua được không? Qua nhà để tôi kêu Kiều tắm cho mày. Đó. Trời ơi, thơm quá, mùi thơm quá. Trời ơi, xài gắn cái móng tay vậy làm được cái gì trời. Em có chị Hai chăm em rồi, em không cần làm gì luôn đó, hiểu không? Rồi, chỉ tay xuống. Cuộc đời em có chị Hai rồi, lo gì đâu mà. Đó, đây, rửa lên đây cho nó sạch sẽ luôn đó. Đây, chị mà càng rửa. Đó. Trời ơi, thiệt á. Mình xuống tông thấy rõ luôn á.
chủ nhật 10 ngày hả? Hàng tuần em đi 10 ngày á, vì nó nắng mà cái kiểu không phải như Hàn Quốc đâu, thời tiết không đẹp bằng đâu. Rồi đi sao cho mình có thể cá tiếng mình thay cái chậu nước đi được không? Em ơi thay chị cái chậu nước nha. Ủa mà ông đâu có xài nước nữa đâu, dẹp luôn đi, dẹp đi, đâu xài nước nữa. Nhưng đâu mà mình có phải rửa lại cho sạch tí. Rửa rồi, vậy là sạch rồi. Cái này toàn sợ bông vậy. Sạch rồi, yên tâm, cái trước là tẩy da chết mà. Sạch rồi. Sạch rồi phải không? Hai bước sau của mình là sữa dưỡng thể mà. Ok. Đó, thử coi thơm không? Thơm nhẹ nhàng quá Cái này giống như mùi nước hoa nè. Đúng rồi. Nước hoa là bô nhỉ? Mình thích lắm, lần đầu tiên chị thay thử cái sản phẩm này. Muốn xài ban ngày hay ban đêm? Em thích ban ngày hay ban đêm? Ban đêm trắng ban... nhiều hơn. Đúng rồi, ban đêm là số 4. Trắng nhiều hơn. Đây mọi người, số 4. Hay là bây giờ mình test đây ban đêm đây ban ngày được không? Không được bà nào. Đó. Mà tối về em nói Hải tha cho em cũng được vậy. Trời thiệt á. Mà sao mà đi về Hải không đen mà em đen nha. Cái kỳ vậy? Hay là tại vì da gái mình mỏng, da con gái mình mỏng hơn á. Đó thích không? Trời thấm liền luôn á, rất là thấm luôn. Trời chết trắng quá vậy. Rồi một lát nó đi ra đường thì đi ăn với chị hai tay trắng tay đen cho má. Kệ đi. Kệ đi hả? Trời ơi. Đó. Mịn thấm liền luôn ha. Thấm vô liền nè. Cái này thích này, không sẽ không biết chín quần áo đâu nha. Không dính túi xách không gì cả. Xuất sắc. Trời đã quá. Đó. Mê không? Đã quá à. Trời ơi trắng mình bằng cái hai nè. Ôi ôi. Rồi em so hai tay cho mọi người xem. Rồi, đi. Cái để này để em chị nè. Đây. Đó. Cả nhà ơi, đây. Sau khi mà da chị bị tụt tông rất là nhiều sau lúc mà chị đi Nhật về á thì bây giờ khi mà tắm lên thì da lên tông quá rõ ràng lên mọi người nè, thấy không? Nhưng mà mùi thơm lắm và rất là mịn màng nha. Từ nay có chị hai là không bao giờ sợ xấu hết. Nhưng mà em phải chăm nữa, phải chăm xài nữa. Trời ơi, đã quá à. Mà giá cũng rất là ok nha, có 2.990.000 một bộ. Rẻ quá mà một bộ này xài được một tháng. Rồi một bộ xài một tháng mà 4 chai luôn mà 2.900.000 mấy. Cái này là một tháng hết chứ cái bước đầu tiên là bước số 1 là khoảng 2-3 tháng. 2-3 tháng á. Tại vì một tuần mình chỉ tẩy từ 1 đến 2 lần thôi. Nha mọi người, cái bước số 1 là mọi người chỉ tẩy da chết một tuần từ 1 đến 2 lần thôi, là một chai số 1 này là mình xài được 2-3 tháng luôn á. Còn ba cái bước còn lại thì mình xài mỗi ngày. Đó. Giá rất là mềm nha mọi người, chị không hai, có cao chị lắm đâu. Chị Hai ơi, bình thường chị Hai hay lo cho em lắm. Thế ví dụ hôm nay em lấy ba bộ chai có tặng em không hay là em phải trả tiền cho công ty? À phải trả tiền chứ. Trả tiền hả? Phải trả tiền, cái bộ này đầy đủ nhưng mà chị yên tâm, chị sẽ tặng em sữa chống nắng. Bùa. Chị Hai chị ơi, không? Chị Hai thương em lắm đúng không? Thương nhất nhà đúng không? Em thấy bên có cái chai bùa gì nó sữa rồi mặt gì đó. Bây giờ tặng cái này trước. Đi ha, nè, nè, mình tặng cái này, mình tặng đúng cái kia luôn. Không được, vậy là nó bằng đó em. Bây giờ chị tặng cái này, mỗi sau em mua chị sẽ tặng treo rửa mặt. Tế bào gốc, ok. Đừng có đòi hỏi nữa nha, mẹ mời chưa? Mọi người, bình thường chị Hai rất là thương chị muốn gì cũng được hết á. Nhưng mà từ ngày mở công ty á, là chị đòi hỏi chị Hai không có chiều chi như trước nữa. Mà thôi kệ, không có sao, mua ủng hộ công ty chị Hai cũng được ha. Cảm ơn chị Hai. Bây giờ xong rồi, hai chị em chuẩn bị đi ăn. Chào tạm biệt mọi người nha. Chào tập ớt, khoan, tính tiền sao nhở? Đưa đây quên. Mọi người thấy không? Suýt em mà không thật thà, không nhắc là em sẽ được mà. Thẻ chị ra. Hai biết em đâu bao giờ có tiền mặt đâu, toàn chị Hai lo không mà. Ủi biết gậy hả, chị sợ lắm. Em cà thẻ chị lấy một bộ rồi. Ba bộ hả? Trời ơi, ba bộ chứ. Vậy ba bộ gì phải tặng thêm này cho nó rồi. Bởi vì hứa rồi, hứa rồi mà tặng thêm cái này. Mọi người ơi, được tặng thêm cái này mọi người ạ. Trời, cảm ơn chị Hai yêu của em. Lấy ba bộ nha em ơi, ba bộ xài được bao nhiêu nhỉ? Xài lâu chứ, mỗi lâu bộ là xài được 1 tháng, chứ riêng cái số 1 thôi là xài được 2-3 tháng này thì nó rồi. 3 bộ 2.990 nhân cho 3 rồi, bộ. Rồi bây giờ chỉ nhiêu nhỉ? Còn một bộ ở đây thôi, sáng giờ bán nhiều lắm rồi. Đưa đây, đưa đây, đưa đây chị. Ui, hết hàng à? Còn một bộ nữa là chị để chị ship sao cho em nha. Hết hàng à? Hết hàng rồi. Ô mọi người ơi, vậy là cái này á. Trả thẻ, xong thẻ chưa trả? Bán rất là chạy mọi người ạ. Rồi chị cảm ơn đó nhé. Mọi người nhớ xài thử nha. Còn mọi người muốn test sản phẩm thì mọi người cứ đến công ty GP của Trinh nhé, sẽ có người test và có thể Trinh sẽ là người test cho mọi người. Mọi người đến đi, tại vì chị Hai sẽ là người test cho mọi người và công ty rất là đẹp, tất cả đều là màu hồng đó mọi người. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt. Bye bye.